Xin chào, chúng tôi là DSS Corner. Trong nhiều ngày gần đây, trên mạng xã hội đang xôn xao về việc một nữ ca sĩ nổi tiếng bị phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm khi hệ thống camera giám sát tại nhà riêng của cô ấy bị xâm nhập. Với tư cách là một nhà phân phối, một trong những thương hiệu camera giám sát an ninh hàng đầu trên thế giới, thì chúng tôi cũng có một vài nhận xét về việc này để mang đến cái nhìn khách quan hơn dành cho người tiêu dùng khi quyết định sử dụng hoặc là lắp đặt camera an ninh cho ngôi nhà của mình. Đầu tiên, về việc lắp đặt camera an ninh, nếu như bạn có thể thực hiện được điều này thì bạn nên tự thực hiện. Về việc lựa chọn thì bạn có thể lựa chọn những sản phẩm có uy tín đến từ những nhà sản xuất có tên tuổi. Làm sao để lựa chọn được những nhà sản xuất có tên tuổi? Rất là dễ, bạn chỉ cần sử dụng một vài công cụ tìm kiếm cùng với một vài keyword, ví dụ như là camera giám sát, camera an ninh, là bạn đã có một list các danh sách những nhà sản xuất tên tuổi được nhiều người sử dụng. Trong những trường hợp chúng ta buộc phải lắp nhiều camera hơn, dùng nhiều tính năng hơn mà những chiếc camera home wifi không thể đáp ứng được, chúng ta cần chọn những nhà cung cấp dịch vụ uy tín hoặc là những kỹ thuật viên có uy tín, nên ưu tiên những mối quan hệ quen biết cho gia đình của mình. Tuy nhiên, có một mẹo nhỏ dành cho bạn là khi mà nghiệm thu xong công trình thì bạn nên yêu cầu kỹ thuật viên hoặc là công ty cung cấp dịch vụ điền vào một biên bản lắp đặt nghiệm thu. Các thông tin càng chi tiết càng tốt, nếu lỡ có sự cố xảy ra thì bạn sẽ còn có những thông tin để truy cứu. Chúng ta nói nhiều hơn về việc nhờ một kỹ thuật viên lắp đặt camera, lắp đặt cho gia đình của bạn, thì đến phần cài đặt mật khẩu, bạn nên yêu cầu họ để bạn tự thực hiện điều này. Nếu như kỹ thuật viên cần thông tin mật khẩu để theo dõi việc hoạt động ổn định của thiết bị trong thời gian đầu, thì bạn nên thay đổi mật khẩu trong khoảng thời gian tiếp theo, có thể là sau 3 tuần, sau 5 tuần, sau 6 tuần, tùy bạn. Trong khoảng thời gian sử dụng camera cho gia đình của bạn thì việc thay đổi thường xuyên mật khẩu cũng là việc rất cần thiết. Khi thay đổi mật khẩu thì bạn cũng nên chọn những mật khẩu khó hơn để gia tăng bảo mật hơn. Ví dụ như bạn chọn những ký tự khó, hoa thị, sao, dấu thăng hơn là những mật khẩu thông thường 123456 chẳng hạn. Các thiết bị camera hoặc là đầu ghi có mật khẩu mặc định thì rất là dễ để tạo điều kiện cho kẻ gian xâm nhập. Vì vậy, để tăng mức độ khó hơn cho việc xâm nhập của kẻ gian hoặc là phòng ngừa cái việc đó, thì bạn nên thay đổi mật khẩu mặc định, và như chúng tôi đã nói, bạn nên chọn những ký tự khó cho mật khẩu của mình. Một lời khuyên nho nhỏ dành cho bạn là ở những vị trí nhạy cảm trong ngôi nhà của mình, ví dụ như là phòng ngủ hoặc là phòng thay đồ, thì bạn nên tránh lắp đặt camera giám sát ở vị trí đó, bởi vì chúng ta sẽ chẳng thể biết được chuyện gì có thể xảy ra về hệ thống, có thể bị hack bất cứ lúc nào. Hơn nữa, nếu như bạn vì một lý do nào đó bạn buộc phải lắp đặt camera cho tất cả các phòng trừ nhà vệ sinh cho ngôi nhà của mình, vì muốn theo dõi người giúp việc hoặc là vì muốn theo dõi người chăm sóc em bé, thì bạn nên chọn những chiếc camera có thêm những tính năng đặc biệt. Ví dụ như là ở dòng camera iMou của Dahua thì có chế độ vùng riêng tư, Privacy Max. Trong những sinh hoạt hơi riêng tư, nhạy cảm thì bạn có thể chỉ cần một thao tác chạm vào màn hình thôi. Khi mở ứng dụng chạm vào màn hình thì bạn đã hoàn toàn an toàn, bởi vì chiếc camera nó không ghi hình tại thời điểm đó. Các hãng camera giám sát, các thương hiệu uy tín thường đầu tư rất là nhiều thời gian và công sức vào việc bảo mật các thông tin dành cho khách hàng của mình, và Dahua cũng không phải là ngoại lệ khi chúng tôi dành rất nhiều nghiên cứu và đầu tư cho hệ thống tường lửa của những chiếc camera an ninh. Các giải pháp bảo mật của Dahua tích hợp được sẵn trên các sản phẩm của chúng tôi, ví dụ như là việc yêu cầu người dùng phải tạo một mật khẩu mới thay vì sử dụng mật khẩu mặc định, hoặc là khi muốn khôi phục lại tài khoản thì bạn bắt buộc phải tạo một email. Với camera iMou, một thương hiệu của Dahua, một thương hiệu camera home wifi dành cho gia đình, thì chỉ có một người, một tài khoản duy nhất được quyền thiết lập các hoạt động trên camera. Nếu những người khác muốn cùng xem thì phải từ tài khoản chính chủ share ra thì mới có thông tin. Tóm lại, việc lắp đặt camera an ninh giám sát để bảo vệ sự an toàn cho chính bạn và gia đình của mình là một việc rất cần thiết. Tuy nhiên, bản thân của các bạn cũng phải trang bị một vài thông tin cơ bản để bảo vệ cho sự riêng tư và hình ảnh cá nhân của mình. Hãy là một người tiêu dùng thông minh bạn nhé. Xin chào và xin được hẹn gặp lại vào những video sau.